Sao Ngôi Nhà Chung là một chương trình truyền hình thực tế về tình yêu của các bạn trẻ năng động, cá tính và luôn sống hết mình trong tình yêu. Chương trình đã làm cho khán giả ngày càng yêu thích bởi sự chân thật, thẳng thắn, quan tâm nhau một cách chân thành của các thành viên trong Ngôi Nhà Chung. Chỉ trong vòng có 10 ngày thôi mà các bạn tham gia chương trình đã có thể tự tin thể hiện được cá tính của mình, dám nghĩ, dám làm và dám yêu. Thôi nhanh lên, nhanh lên. Không cần biết. Đi vô thầy, đi vô thầy, đi vô thầy. Cái này là cô chị giảng rồi. Cái này chụp hình, 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 chụp hình. Em không thích coi phim. Thiệt hả? Không thích coi phim luôn. Mà em đã coi là phim điện ảnh không thích luôn. Không, ý là em không thích coi phim, mà nếu như đã coi thì em sẽ chỉ coi phim kinh dị hoặc là phim ma luôn. Trời ơi, em không thích coi phim hả? Không. Em có biết phim ảnh á là một cái gì? Anh nói với anh đó là một cái phát minh vãi kinh khủng nhất của con người không? Mà em không thích coi phim. Em nói sao ta? Phim ảnh có thể định hướng được con người luôn đó em. Chưa biết. Chưa tìm hiểu hoa cho nên chưa biết có hợp không. Dạ anh có định tìm hiểu em xong rồi chuyển qua tìm hiểu hoa đúng không? Giống như ông Phong á. Không. Ông nhắn tin với em xong ông nhắn tin với hoa á. Tao không đi đón Miu nữa. Thì nhắn tin thôi mà, nhắn tin nói chuyện. Em đang tìm hiểu thì nhắn tin cũng sẽ biết được. Cái đó không phải là nhắn tin tìm hiểu mà là nhắn tin để bắt đầu một cái mối quan hệ. Dạ, chứ chưa phải tìm hiểu. Bắt đầu. Thì bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Anh nói chuyện với hoa, nói chuyện với mọi người bình thường mà. Tìm hiểu có nghĩa là khi nào anh bắt đầu xác định là nghiên cứu rồi tò gì tò đi theo rồi hỏi han quan tâm này cái nọ thì lúc đó mới gọi là bắt đầu vào con đường tìm hiểu. Cái đó chỉ là mấy câu đó anh toàn nhắn em mà anh có nhắn dài nữa không? Nhắn mọi người thì anh là anh lớn trong nhà mà, để em quan tâm hết người này đến người khác đúng không? Làm em mẻ nha. Đi cà phê. Để em sang chảnh. Đi cà phê. Em nặng thiệt ha. Ôi trời ơi, nắm tay nhau cực kỳ. Ôi trời ơi. Vô tình em lại có một cái cảm xúc thật với một người. Hả? Biết điều đơn phương là sẽ luôn còn mãi trong lòng những tổn thương. Sợ anh biết, sợ anh không biết. Muốn anh biết, lại muốn anh không biết. Điều buồn nhất là anh biết, lại làm như không biết. Sợ em sẽ khóc, lại vờ như không khóc. Lúc muốn khóc, giữ trong lòng. Điều buồn nhất là anh biết, lại làm như không biết. Với mọi người là em không có tin vào cái việc mà 10 ngày là sẽ có một cái tình bạn hay một cái tình yêu đúng nghĩa. Tại vì em là một người sống rất là thực tế. Em biết để mà là xây dựng một cái tình bạn á hay là tình yêu á thì phải tốn ít nhất cũng phải là 1 năm, 2 năm. Nhưng mà trong những ngày hôm nay á thì cái chuyện tình yêu thì mình bỏ qua một bên đi ha. Nhưng mà ví dụ như là tình bạn á thì em với anh Phong nói chuyện rất là nhiều. Giống như là anh Phong có nói với em là hình như anh có gặp em ở đâu rồi đó bé. Giống như kiểu giống như là em và anh Phong đã thân nhau rất là lâu rồi. Giống như em với anh Trân là 2 thái cực hổ.
hoàn toàn khác nhau luôn, không có giống một cái gì hết. Nhưng mà sáng nay hai đứa mặc kệ camera, mặc kệ máy quay, tụi em thoải mái nói chuyện với nhau. Trong chương trình này em cũng có cảm xúc với một người con trai khác, nhưng mà nó là cảm xúc rất là thật trong em. Trong chương trình này thì cặp đôi mà mình yêu thích nhất đó là cặp đôi Trân và Miu. Trân là một anh chàng hết sức là đẹp trai, cá tính, hơi ngổn ngáo một tí. Còn cô nàng Miu là một cô nàng hết sức là đỏng đảnh, nóng bỏng, đôi khi thì lại rất là trẻ con và ham ăn nữa. Nhưng mà đằng sau cái vẻ ngoài đó là một cô nàng hết sức là sâu sắc và biết suy nghĩ, dám nghĩ và dám làm những gì mà mình mong muốn. Thì đây là một cặp đôi hết sức là đặc biệt. Chào. Tấn Trân, 27 tuổi, vũ công popping, trưởng nhóm nhảy Aura Squad, vừa khởi nghiệp với công ty chuyên tuyển diễn viên cho các chương trình, đã trải qua 3 mối tình. Mình thích nhất là những cô gái có tính tình vui vẻ một chút, chịu nói chuyện, trao đổi thông tin với nhau, chịu mở mang đầu óc. Mình cực kỳ thích những bạn nữ như vậy. Linh Miu, 24 tuổi, công việc chính là diễn viên tự do. Cô xuất hiện trong rất nhiều video clip có lượt xem cao được đăng truyền trên các trang mạng. Gửi anh Trân, trong tất cả những người ở ngôi nhà chung này, em thấy anh hợp với em nhất về cách nói chuyện, cũng như cùng dòng với nhau về cách chơi. Em rất quý anh. Thật ra lúc đầu anh vào em nghĩ mình không hợp nhau cho lắm, vì em rất sợ lý lẽ của Cúc Bạch Dương. Qua vài lần nói chuyện thì em đã thấy chúng ta khá hợp, và biết đâu sau này mình có thể hợp tác trong công việc. Em thề luôn là biết đến đang bị cạn lời, không biết với cái gì luôn. Tại vì tất cả những suy nghĩ của em bây giờ nó đang chuyển xuống dạ dày rồi. Em đói quá. Thôi bây giờ em kiếm cái gì ăn tạm. Và giờ em nghĩ là tiếp thì em nói cho anh sau nhé. Dễ thương. Em ơi, anh có biết ấy, cái tấm kính mà đã bị vỡ rồi, anh lấy ozo anh dán lên thì trông nó như nào không? Không biết được đâu. Tệ vô cùng. Xin lỗi. Trời, bây giờ đâu cái mà ghế đâu, anh biết rồi. Thì em chỉ nói với anh câu đấy thôi. Còn ok, em ok rồi mà. Anh cứ xem nha em, vì anh em là thằng đàn ông đi. Không, không làm gì nữa. Vậy lại Lan đang thắc mắc là cái khúc mà chút mà viết thư, cái thư của Trân thì sẽ lên truyền hình như nó sẽ như thế nào? Xong ba ông ngồi tưởng tượng lại cả ông Sang với cả ông nào nhỉ? Ông Liên Quan ngồi tư vấn. Đúng rồi, như con nít vậy á. Thích cưng lắm. Cái bữa mà ông Trân ông viết thư mà viết tào lao cho Miu á, xong cái khúc sau hối lỗi, cái ba ông ngồi túm lại tư vấn với ông Trân á. Mà hả, ông nào ông nấy ngồi trước cái màn hình vậy nè, xong cái bó gối lại vậy nè, dễ thương dữ trời. Xong cái hai ông kia anh muốn là anh có cái tội lỗi gì. Anh có thể cho em mượn, cho em mượn một con cù con em lên kia cho bạn kia coi, xong rồi em. Dạ, xuống ngay. Dạ, được, cảm ơn anh. Con cụt con. Cháu mượn nghe. Rồi, xin lỗi nha. Đúng 5 phút em xuống liền. Miu ơi. Miu. Miu ra đây, Miu. Ra đây chút xíu thôi. Không. Wow. Trời ơi. Dễ thương lắm luôn. Chụp ảnh đi, chụp ảnh Miu nào. Trời ơi, xinh. Sao mặt mày xấu vậy trời? Dễ thương nhưng mà. Rồi, có hai vợ chồng với đứa con à. 1, 2, 3.
Gấp hào. Gấp hào dễ thương quá. Mọi người lại câu hỏi này. Dễ thương quá. Em anh tới điện thoại đúng không? Anh tới điện thoại đúng không? Chứ là làm ở cái chỗ á, là hôm bữa mình cao mình hát xong á, mình chơi thì cũng bình thường, cũng mình không nghĩ ra đây là kiếp bộ hay là thương gì á, người nhà yêu đi đúng không? Xong cái xuống đi ăn, ba người xuống ăn đó, bụng mới xuống ăn. Ba người nào? Lĩnh, Miu với lại Trân nè. Ăn uống bằm sáng luôn rồi cái o Lĩnh mất lần trước. Lĩnh đi mất luôn, xong rồi cái o đó là xóa ca. Mình thì mình mất tè quá, mình đi tè. Xong rồi cái ra tự nhiên thấy chị này đang ngồi rửa chén. Mà ghê ở chỗ là thường mà hiểu không, xung quanh chả có ai hết á, không ai chứng kiến cái chuyện đó, cũng chả ai đó, cũng được, quay ở xong cái vậy là cũng cái chút gì đó nữ tính không, nó nói kiểu đạo hồi đầu mình cũng nghĩ là sẽ là phải diễn rồi hay là giam giang hiểu không, không cái phút đó kiểu con này ok, con mày hỏi sao phải em rửa chi nhiều vậy kia là thì giờ đóng đó rồi, không lẽ rửa của mình không bỏ đi, cái tức là cũng có người có trách nhiệm phải không? Tức là tỏ ra lúc nào cũng là cũng trách nhiệm lắm, cho nên là xong rồi cái nói chuyện nhiều hơn rồi thấy không? Đã lâu lắm rồi em mới có cái cảm giác mà thích một người con gái nào đó, và cái vô khi mà vô căn nhà này á thì có như em những cái định kiến trước đó của em là bị đập tan á, tức là hồi trước em không có thích mấy cái kiểu cô mà hơi hở hang hay là kiểu dạng dạng giống như anh Sang, tức là không á, dạng dạng giống anh Sang. Giống như mình hay bị thành kiến với những cô gái như vậy á. Thì sau khi mà thì quay lại là khi gặp Miu rồi gặp mấy cái mà đời thực á, thì mình đã giống như tự xấu hổ lại, đó là mình bị dính quả đánh giá người khác không có tốt. Quả báo đấy. Yeah. Quả báo. Miu báo, Miu báo đó, anh thấy đáng. Đáng. Anh chấp nhận. Thì do Trân đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều khi mà bước vô ngôi nhà này. Đây chỉ là khẳng định anh thôi. Trân chỉ muốn nói là Trân rất là thích Miu. Trân thừa nhận chuyện đó, Trân thích Miu, thích vô cùng luôn. Như lần trước em đã nói với anh là tìm hiểu em tiếp hay không không phải việc của em mà là việc của anh. Và cuộc đời này thì nó rất là ngắn, cho nên mình thích gì thì mình cứ làm thôi. Cảm ơn em. Trong các cặp đôi thì mình thích nhất là cặp Misa và Lincoln. Bởi vì là thứ nhất là nhìn hai bạn đó rất là đẹp đôi, và những cái biểu cảm của hai bạn mà khi mà cùng nhau sống trong nhà chung thì rất là dễ thương và rất là ngọt ngào. Em có thích cái kiểu là có những cái quán bar Pháp cái này chỉ vô đó kiểu nghe nhạc hơi ấy với đàn một cái cực kỳ thích. Rồi vậy là biết ai rồi. Một nụ cười có thể tạo nên tình bạn, một từ có thể dừng một cuộc tranh cãi, một ánh mắt có thể cứu được một mối quan hệ, và một người có thể thay đổi cả một cuộc đời. Tuy không có nhiều thời gian để mà trao đổi nhiều với em, nhưng những phút nói chuyện được với em lại là một sự ngạc nhiên và bất ngờ. Vì bản thân anh rất là khó để mà mở lòng và nói về bản thân mình. Theo anh cảm được là em là một người rất thẳng thắn, một người thích khám phá những điều mới, luôn luôn chấp nhận những thử thách mới. Nói chung là một người với những tính cách đó và có thể làm cho anh tự nhiên nói về mình như vậy rất là hiếm hoặc không có trên đời. Với thời gian này thì chưa nói được từ yêu, mà từ mến thì lại rất rất hợp. Và hy vọng là tình yêu hoặc tình bạn có thể xuất phát từ đây. Có một cái đơn giản, em thích anh. Khúc này ngại, nói nhỏ. Anh biết là cái việc là thường thường thì anh biết là anh không có dám chạm vào này nọ. Nhưng tự nhiên lúc có những lúc thì vô tình thôi chạm vào em thì tiếng đập tim nó bùm 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 kiểu nó điên lên á, hiểu không? Chỉ là vậy thôi. Lâu rồi em mới bị cái kiểu mà cảm giác mà
thích thích một người mà bị ngại mà mình không dám nói chuyện, thậm chí là nhiều khi mà nhìn thẳng vô mặt á thì em cũng không dám nhìn luôn á. Em cứ là nhìn lơ. À, cái giống của anh cái lại giả bộ nhìn xung quanh chứ không biết một chút xíu cái đi vào cái em bị xấu hổ á, bị ngại. Anh nghĩ là bị bối rối em hiểu không? Đúng rồi, em đúng rồi. Được bối rối em cũng bị vậy á. Từ cái hồi giống như là 20, 21 tụi em mới là có mối tình đầu thì cũng bị bối rối y chang như vậy đó. Tức là tự dưng bây giờ em nghĩ rằng là ủa, ý là sau nhiều chuyện á mình cũng lớn rồi cũng thì tại sao mình trở lại như vậy nữa? Tại sao mình cứ bị bối rối như vậy? Con là từ đã rất lâu rồi thì đã không có tin là tình yêu có gì nữa, đã đóng mình lại rồi, nên mà đừng có bị tổn thương và đừng có mất thời gian về cái việc đó. Thời nào giờ vẫn thấy cái việc đó là một cái việc phụ du và dư thừa, nó không có, nó chỉ làm tốn mất thời gian thôi. Khi vào trong này lúc đó là thực ra là muốn tìm kiếm một cái tình bạn anh em rất là mạnh, thì thực ra cái đó đã tìm có rồi. Nhưng mà càng bất ngờ hơn nữa, khi mà tự nhiên có những cái rất là nhỏ, những cái mình tưởng là ở đâu đã nó chôn vùi ở trong một cái quá khứ, một cái tuổi thơ hồi năm lớp 12, 10, 12, 10 lớp 11 ví dụ, những cái rất là đơn giản mà nó làm cho mình là bị có vấn đề thiệt. Sorry, có thể rất nhiều người không hiểu nhưng mà có một người sẽ hiểu. Thì nói chung là cái người này đã làm cho Lincoln lại có rất là nhiều cảm giác của một người trẻ trâu, một người trẻ, có nghĩa là những cái tự nhiên lại mình lại thích nhắn cái tin nhắn, và một cái việc đơn giản là mình thấy cái tin nhắn của người đấy tới thì chỉ là muốn mở ra và xem coi là cái gì, hoặc là mình nhắn tin mà thấy người đó thì sao, một phút rồi người đó chưa trả lời, sau một phút rồi mà người đó chưa đọc. Rồi lại hỏi, ủa tại sao người đó đọc rồi mà tại sao chưa trả lời? Nó rất là trẻ con, nó rất là có cái phần rất là hạnh phúc. Thì không biết sau này như thế nào, hoặc là cái này có tốt hay xấu dù sao đi nữa, nhưng mà hiện tại thì mình còn như muốn nói là cái người đó đã làm giống như cho Lincoln sống lại. Có nghĩa là lúc đó là có mô tả cho người đó nghe, giống như là từ nào giờ là cái trái tim nó bị đóng lại. Và có rất là nhiều khung cửa này, cửa sắt, cửa này nọ, xi măng, rất là nhiều bức tường mà một chiếc xe tăng tông vô cũng sẽ không phá vỡ được. Mà người đó giống như là chỉ với một ngón tay thì có thể đi xuyên qua tất cả và đã chạm tới cái đó. Yêu ma vậy? Thì kết luận thì chị muốn nói với Misoa là anh thích em và hy vọng là sau này vẫn có thể em cho anh cơ hội thật sự để mà tìm hiểu về em nhiều hơn. Chứ vẫn hy vọng nó không phải là một cái gì đó mà mình bị ảo tưởng hay là... Nói chung là... Mà một cái nữa là từ bữa giờ cũng cảm thấy thích nhau, nhưng mà thật ra là chỉ đứng góc người góc này góc kia thôi. Nên là cái cảm giác nó không dám là đứng gần luôn á, xích vô xíu luôn. Cho nên là nó bị rất là ngại. Nắm tay cái đi chứ. Yeah. Nắm tay em xỉu. Ok. Camera chiếu cận cảnh. Cận cảnh chung. Ủa chứ nắm tay mà sao quay qua bên đây? Nhìn nhau đi chứ. Đó em thấy em bị kỳ lắm luôn á. Tức là sao cái này mới dễ thương. Em là không có nghĩ rằng là tự dưng mà bây giờ mà còn ngại ngùng kiểu giống vậy nữa. Nhưng câu chuyện của các thành viên vẫn còn tiếp diễn ở bên ngoài kia. Tâm
chương trình Love House Ngôi Nhà Chung thì mình thích nhất là cặp đôi Loan Sa. Đây là cặp đôi định mệnh, họ yêu nhau từ trước nhưng họ đã tham gia chương trình này để có thể hâm nóng lại tình cảm và để tình cảm của họ có một bước cái gì nó gọi là đột phá hơn và tình cảm nó có thể gắn kết và đi với nhau lâu dài hơn. Xin chào, mình tên Trương Đình Sang. Năm nay mình 29 tuổi, hiện tại thì mình đang làm chuyên viên tuyển dụng cho ngân hàng Sacombank. Tên là Thanh Loan, năm nay mình 24 tuổi và hiện tại mình đang là chuyên viên tuyển dụng tại ngân hàng HD Bank. Hai đứa mình quyết định tham gia chương trình này với mục đích là để ghi lại cái dấu ấn sau 2 năm yêu nhau. Trước khi bắt đầu cái ngưỡng cửa hôn nhân thì tụi mình quyết định là tham gia chương trình này để thử thách xem tình yêu của hai người có đủ sức mạnh để vượt qua cái sự thử thách của các bạn chơi trong chương trình Nhà Chung hay không. Thật ra thì tụi mình cũng nghĩ đơn giản thôi. Cuộc chơi này giống như là hai tụi mình sẽ tìm lại cái cảm giác lúc ban đầu, lúc mà hai đứa mình làm quen nhau, tán tỉnh nhau. Thật ra thì ban đầu mình là người tán tỉnh chồng sắp cưới của mình, cho nên thì tham gia cuộc chơi này thì có thể là bây giờ chồng sắp cưới của mình sẽ tán tỉnh lại mình chẳng hạn. Thật ra thì cũng có một chút hồi hộp, một chút lo lắng, không biết là người vợ tương lai của mình có bị ai cưa đổ không, có bị lung lay không. Gần đây thì có khi đêm mình ngủ nằm suy nghĩ xem là liệu rằng mình có nên tiếp tục tham gia chương trình hay không. Nhưng mà sau suy nghĩ thì mình tin vào cái tình yêu của hai người, tin vào 2 năm qua, cho nên là mình vẫn tự tin, mình quyết định sẽ tham gia. Và sẽ hy vọng đây là một cái khoảng thời gian vui vẻ, ý nghĩa của tuổi trẻ hai đứa mình. Em với anh Sang yêu nhau năm 2015. Nhưng em với anh Sang đã gặp nhau từ năm 2013. 2 năm trước đó. Năm 2013, đúng cái ngày đó thì 2 năm sau tụi em là đáng lẽ là ngày cưới nhau á. Ngày 10 tháng 9. Thì vào ngày 10 tháng 9 năm 2013, tụi em vô tình gặp nhau trên một cái lan can của trường đại học kinh tế luật, là trường em đang theo học. Anh Sang thấy em ở trên một cái tạp chí của trường là em là hoa khôi của trường. Thì anh Sang thấy em, anh Sang nhận, ô cô này là hoa khôi, mà anh Sang rất là ghét hoa khôi. Anh Sang nhìn như vậy, xong rồi lúc đó em lại đi, em mặc một bộ áo dài, em làm lễ tân, em đi ngang qua anh Sang như vậy, và trên hành lang chỉ có hai đứa. Thì mọi người tưởng tượng nó trong cái bộ phim, thấy hai người đi ngang qua nhau. Slow motion đúng không? Slow motion á. Đúng, đi ngang qua một hành lang không có một bóng người nào hết. Thì đó là em với anh Sang năm 2013. Nhưng mà chỉ là vô tình gặp nhau vậy thôi và hết. Đến chỉ anh Sang nhận ra chị thôi, nhưng chị không nhận ra anh Sang. Đến năm 2014, em và anh Sang cùng đi đến Campuchia, cùng đi đến Angkor Wat, vào đúng một ngày đó. Nhưng cả hai lại không gặp nhau. Biết đâu là đã gặp nhau đó. Và có khi đến cả gặp nhau nhưng lại không nhận ra nhau. Nhưng đúng cái ngày đó tụi em đến Campuchia và đều đến Angkor Wat cả. Đó là đúng một cái ngày đó vào năm 2014. Và đến năm 2015 tụi em lại tiếp tục gặp nhau một lần nữa ở tại Sacombank. Em thực tập ở tại Sacombank. Vì sau chương trình mình đã có thêm 7 người bạn mới rất là tài giỏi, và cái đó là một điều mình rất là hạnh phúc. Sau 10 ngày đó thì mình thấy Phong có sự thay đổi rất là
thay đổi rất là tích cực. Thì và có một điều khiến cho mình cảm thấy rất là vui, đó chính là Phong đã dám nghĩ và dám làm. Thì Phong nói là em sẽ viết sách, thì mọi người cũng ok viết đi. Thì cuối cùng là ngày hôm nay Phong đã viết ra một cuốn sách, đã xuất bản ra, rồi làm họp báo ở đây. Thì với tư cách một người bạn thì chúc mừng Phong. Mọi người đã hẹn với nhau 10 năm nữa, mọi người sẽ phải thành công. Nói chung làm gì cũng được, miễn là 10 năm nữa chúng ta phải là những người như thế nào đó trên con đường sự nghiệp của mình. Thì đây là những cái bước đầu tiên của Phong. Và chúc Phong là đứa em út trong nhà sẽ ngày càng đạt được nhiều nhiều thứ mà Phong mong muốn hơn trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Nếu mà nói về Phong thì là một cái thằng chẳng có gì để nói. Trong con mắt của anh á, thì Phong là một người vui vẻ, dễ thương, hòa đồng, là một người đặc biệt rất là dạt dào cảm xúc và có ý chí, có nghị lực. Chỉ có hy vọng là Phong sẽ kiên định với những con đường mình chọn, quyết tâm hơn những gì mình đang làm. Đối với Misa thì Phong là bạn trên mọi nẻo đường, chứ không phải là riêng bạn nhậu. Tại những cái lúc mà Misa mà buồn, thất tình hay là có một cái việc gì đó khó xử trong công việc cũng như cuộc sống là Misa. Chúc cho cuốn sách của Phong sẽ thành công và sẽ có được nhiều độc giả biết đến cái tên là Đặng Thiên Phong dưới cái vị trí là một nhà văn trẻ. Và những cái định hướng sau này của Phong sẽ thành công, tại vì Phong thành công thì Misa bản thân sẽ ăn theo được một chút. Tính đường xa để ăn kèo xa xa chứ. Bây giờ là tình cảm của tất cả mọi người dành cho Thiên Phong, đó là anh em tốt. Love House ngôi nhà chung lại tiếp tục chào đón những thành viên đầu tiên. Họ là ai, làm công việc gì và họ mong muốn tìm kiếm một nửa như thế nào? Mẫu hình bạn gái lý tưởng của Bimas thì một người dịu dàng, biết lo cho gia đình và phải là một cô gái xinh xắn. Mẫu bạn gái của tôi thì có lẽ là tôi thích một cái người bạn gái có cái cách đối nhân xử thế với lại một người xung quanh. Mình thích những cái mẫu người mà chín chắn và cảm giác là mình an toàn á. Ai à nam, thôi lại là nam. Ai quen hả ta? Ủa? Đi, 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 đi